Đây sẽ là một cái khu đô thị new downtown của thành phố Thủ Đức trong tương lai nha thưa quý anh chị. Và chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất động sản và video ngày hôm nay thì Tùng sẽ cùng nhau cập nhật với quý anh chị những hình ảnh mới nhất của dự án Global City. Một trong số những cái dự án mà hiện tại đang có cái mức giá chào bán căn nhà phố cao nhất tại thành phố Thủ Đức với mức giá dao động trong khoảng từ 360 cho đến khoảng cỡ hơn 400 triệu đồng trên một mét vuông các loại sản phẩm nhà phố tại cái khu đô thị này à, và đây chính là cái khu vực mà giai đoạn 1 của chủ đầu tư và hiện tại là chủ đầu tư đang bán những giai đoạn 1 và cũng các cái căn nhà trong giai đoạn 1 cũng đang được uh, xây dựng phần móng rồi nha thưa quý anh chị và cái công trình ngay trước mặt chúng ta đây chính là khu vực khu vực nhà mẫu lớn nhất của chủ đầu tư Masteri sẽ đang được phát triển và sẽ dự kiến hoàn thiện trong vòng khoảng 3 tháng tới là chúng ta có thể có một cái khu trải nghiệm nhà mẫu ngay tại khu vực này rồi nha thưa quý anh chị. Và đây cũng là một trong số những loại bất động sản cao cấp mà có thể nói là giá trị top 1 tại khu vực Sài Gòn của chúng ta. Bởi vì mỗi cái căn nhà phố có diện tích là 97m2 ngang năm Tại cái khu vực này thì anh chị sẽ cần phải chi trả cái mức giá dao động từ 36 cho đến khoảng hơn 40 tỷ đồng trên một căn nhà phố tại khu vực này. À, với kết cấu xây dựng là bao gồm 1 triệt và 4 lầu, xây dựng là 5 tầng. Tổng diện tích sàn sử dụng trong căn nhà thì nó sẽ dao động trong khoảng hơn 350 m2. Vậy thì nếu như mà tính theo giá trị mét vuông trên sàn sử dụng thì anh chị sẽ cần phải chi trả cho căn nhà này với mức giá dao động từ 100 cho đến khoảng 120 triệu đồng trên 1 m2. Còn à, nếu như chúng ta tính theo mét vuông đất thì nó sẽ giao động trong khoảng từ 380 đến khoảng cỡ hơn 400 triệu đồng trên một mét vuông à, bất động sản tại khu vực à, thành phố Thủ Đức. Chính xác của chung, à, khu vực mà dự án này đang tọa lạc đó chính là ở phường An Phú của thành phố Thủ Đức của chúng ta nha thưa quý anh chị. À, dự án này thì có tổng diện tích là hơn 110 hecta và đây trước đây thì nó có tên là dự án Him Lam City và bây giờ nó đã vào tay của tập đoàn Masteri và họ đang phát triển cái dự án tên là Global City tại khu vực này. À, với với cái khu vực này thì chủ đầu tư sẽ định hướng phát triển trở thành một cái New Downtown của Sài Gòn, nghĩa là một cái trung tâm thành phố mới, một cái khu đô thị đẳng cấp bậc nhất tại của Sài Gòn của chúng ta. À, nhưng mà các cái căn hộ ở đây thì Tùng đang nhìn thấy các căn nhà phố ở đây thì à, diện tích nó chỉ ngang năm mà thôi à, Đối với các loại sản phẩm ngang năm thì Tùng thấy rằng là để mà đẳng cấp à, với cái mức giá tiền khoảng gỡ, à, 4 gần 40 cho đến khoảng hơn 40 tỷ Thì à, có vẻ như những căn nhà này có diện tích bề ngang hơi khiêm tốn một chút xíu à, Nhưng mà thì chúng ta vẫn quen với câu chuyện rằng là đất Sài Gòn thì tất đất, đất thì tất vàng Thì rõ ràng là... À, cái câu nói này thì càng ngày càng đúng để chúng ta nói về những bất động sản tại trung tâm của Sài Gòn của chúng ta bởi vì với khu vực trung tâm của chúng ta thì hiện tại bây giờ không còn nhiều quỹ đất để chúng ta phát triển các cái dự án lớn nữa à, có thể điểm danh một số khu vực mà chúng ta có thể sẽ có những siêu dự án những cái bất động sản có mức giá thành cao trong tương lai à, đầu tiên đó là khu vực Bình Thạnh của chúng ta rồi, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có khu vực uh, quận 2 bao gồm khu vực uh, Thủ Thiêm và khu vực uh, Thạnh Mỹ Lợi B rồi tiếp theo đi sang khu vực Đông Thủ Thiêm chúng ta sẽ có thêm những cái khu vực như Bình Trưng Đông rồi uh, khu vực An Phú và đặc biệt là khi khu vực lớn nhất mà khu vực mà sẽ tập trung nhiều dự án và trọng điểm của thành phố Thủ Đức của chúng ta Hay có thể nói là trung tâm của thành phố Thủ Đức nó sẽ là ngay khu vực này, khu vực An Phú với dự án Him Lam City Rồi dự án Sài Gòn Sport City và khu phức hợp thể thao Nam Rạch Chiếc với tổng diện tích lên đến cả hơn 500 hecta tại khu vực này thì rõ ràng là toàn bộ cái khu vực này sẽ trở thành một trong số những cái khu vực mà top đầu của Sài Gòn về việc mà à, quy hoạch cũng như là đồng bộ về quy hoạch à, cảnh quan toàn bộ cái khu vực này. Về quỹ đất thì toàn bộ khu vực này thì cũng đã à, là những cái khu vực mà đất sạch rồi. À, điển hình thì chúng ta sẽ có hai cái dự án đã hoàn thành đó chính là Palm City và à, Lakeview City của chủ đầu tư Capital Land và Novaland đã hình thành tại khu vực này. Trong tương lai thì ngoài Global City, chúng ta sẽ còn thêm một số các cái dự án của các chủ đầu tư khác như Capital Land hay là của chủ đầu tư đất xanh sẽ phát triển trong khu vực này. Và trong tương lai khi mà khu phức hợp thể thao năm Rạch Chiếc được hình thành thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái tiện ích đặc biệt nổi bật trong uh, toàn bộ cái khu vực thành phố Tổ đức bởi vì cái vị trí của nó khu vực này cực kỳ đắc địa nó nằm sát với uh, đường mai trí thọ cũng như là đường uh, cao tốc long thành dầu dây ngoài ra thì nó còn uh, đường liên phường nằm đi xuyên qua dự án này kết nối từ ngay đường xa lộ hà nội cộng với uh, đường mai trí thọ và đường uh, Uh, Liên phường sẽ nối ngay từ đây và từ đường Liên phường này thì chúng ta sẽ kết nối qua Global uh, qua khu phức hợp thể thao Nam Rạch Chiếc Global C uh, qua Sài Gòn Sport City sau đó là Global City rồi uh, xuyên qua khu vực uh, Phú Hữu quận 9 rồi đi vào các cái dự án lớn và cuối cùng là đi về điểm cuối đó chính là dự án Đông Tăng Long để kết nối với đường vành đai 3 Thế thì uh, đường uh, Liên phường này cũng là một con đường và rất là quan trọng tại khu vực thành phố Thủ Đức, kết nối rất là nhiều những cái đại đô thị lại với nhau. Và ngoài ra thì nếu như anh chị sử những bất động sản ở đây thì cái việc mà kết nối giao thông đi các vùng miền nó cực kỳ thuận tiện luôn. Nếu như anh chị đi đến khu vực phía Đông như Đồng Nai thì anh chị có thể có đi ngay tiếp giáp cái dự án này Nó tiếp giáp ngay với đường cao tốc Long Thành Dầu Dây Nếu anh chị đi về khu vực miền Tây Thì chúng ta sẽ đi đường bằng Mai Chí Thọ Đi vào đại lộ Đông Tây Và đi về phía miền Tây rất là thuận tiện Còn nếu anh chị mà đi về khu vực Bình Dương, Bình Phước Thì anh chị có thể đi bằng xa lộ Hà Nội Đi vào quốc lộ 1K hoặc là quốc lộ 13 Cũng rất là thuận tiện Vậy thì trong tương lai thì ngay, ngay khu vực này thì Nó sẽ gần với cảng Trường Thọ Thì cũng là dự kiến Là trung tâm hành chính của tỉnh của thành phố thủ đức sẽ được uh, xây dựng tại khu vực uh, cảng trường thọ thì cảng trường thọ cũng nằm sát ở khu vực này luôn và cái quỹ đất mà phát triển cái khu vực này nó là một quỹ đất rất là, là rộng lớn và đây là những cái giai đoạn đầu tiên của chủ đầu tư đã bán với mức giá dao động trong khoảng từ 380 đến khoảng hơn 400 triệu đồng trên một mét vuông. Vậy thì nếu như anh chị tưởng tượng rằng là những cái bất động sản đắc địa nhất ở khu vực này thì trong tương lai khả năng chủ đầu tư sẽ đẩy lên cái mức giá hàng tỷ đồng trên một mét vuông. Thì đây là một cái mức giá mà có thể nói rằng thời điểm hiện tại thì chúng ta khá là choáng váng với cái mức giá này. Nhưng mà khả năng trong tương lai với cái sự điên rồ của thị trường bất động sản tại khu vực trung tâm của chúng ta ngày càng trở nên đắt đỏ hơn rất là nhiều thì khả năng cái bất những bất động sản này có thể tăng trưởng giá lên đến 500 thậm chí hàng tỷ đồng trên mét vuông trong tương lai là Tùng nghĩ rằng à, vẫn có khả năng xảy ra nha thưa quý anh chị. Vậy thì cái khu vực này thì đối với những cái chủ sở hữu những cái bất động sản ở đây ấy, thì à, khi mà họ sở bỏ ra những cái bất động sản à, với mức tiền dao động trong khoảng hơn 1 triệu đến khoảng 2 triệu đô để sở hữu những cái bất động sản những căn nhà phố ở đây thì rõ ràng là cái tầng đẳng cấp của họ cũng không phải bình thường một chút xíu nào nha thưa quý anh chị bởi vì uh, theo tùng uh, nghĩ rằng là giới nhà giàu thì họ sẽ không phải là quá dư giả tài chính để họ sở hữu những căn sản tài sản phẩm này mà những sản phẩm ở đây thì khả năng nó sẽ tập trung vào giới siêu giàu đấy thì uh, với cái dự án này thì chúng ta đúng với cái câu nói rằng là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền bởi vì khi chúng ta chưa đủ nhiều tiền bằng họ thì chúng ta không thể nào hiểu được Ờ, cái vì sao họ lại chi tiền để sở hữu những cái bất động sản như thế này À, theo, theo tổng đánh giá thì nếu như mà giai đoạn 1 của chủ đầu tư đã bán với mức giá như thế này thì chắc chắn là những giai đoạn tiếp theo chủ đầu tư sẽ còn bán với mức giá còn cao hơn nữa và cái mức giá có thể tiệm cận đến hàng tỷ đồng trên một mét vuông tương đương với khu vực Thủ Thiêm của chúng ta. Thế thì trong tương lai khu vực Thủ Thiêm sẽ là khu vực top 1 về mức độ tăng trưởng giá Hoàng mốt top 1 về giá trị bất động sản cao nhất của khu vực thành phố Thủ Đức thì top 2 sẽ chính là khu vực này. Khu vực Global City do chủ đầu tư Masteri đang triển khai rất là mạnh tại khu vực này. Và cũng hy vọng là trong tương lai chỉ trong vòng khoảng 4 năm tới khi mà chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ cái khu đô thị 110 ha này thì đây sẽ trở thành một trong số những khu thụ, khu đô thị đáng sống đẳng cấp bậc nhất tại Sài Gòn của chúng ta. À, với những cái uh, tiện ích và những cái mà chủ đầu tư đang làm rất là hoành tráng khu vực này ví dụ như là cái kênh đào lớn nhất tại khu vực và tạo ra những không gian tiện ích rất là đẳng cấp ở đây thì rất là mong rằng là trong tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy một new downtown của thành phố thủ đức của chúng ta và kỳ vọng rằng là trong tương lai gần thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sự phát triển những cái cư dân đầu tiên để về sinh sống tại khu vực này và chúng ta cũng sẽ có được những cái tiện ích đẳng cấp những cái khu trung tâm thương mại những cái khu trực vực trường học rất là xịn sò tại khu vực thành phố thủ đức của chúng ta nha thưa quý anh chị à, và ngay thì ở đây thì khi mà chúng ta đang nhìn hay trước mặt đây chính là khu vực quỹ đất ở chỗ này thì sẽ là quỹ đất trường học À, nhưng mà hiện tại là chủ đầu tư đang à, xây dựng à, khu trải nghiệm nhà mẫu ngay khu vực này. Thì khả năng là trong tương lai cái khu cái khu vực này cũng sẽ được à, tận dụng để chuyển công năng thành khu vực trường học nha thưa quý anh chị. À, và trước mắt thì chúng ta sẽ có một khu trải nghiệm nhà mẫu rất là đẳng cấp tại khu vực à, An Phú của quận 2 của chúng ta do chủ đầu tư Masteri đang xây dựng ở đây. Ở à, đây là những hình ảnh chia sẻ mới nhất của Tùng về dự án Global City, một trong số những án top 1 về giá giá trị bán bất động sản tại thành phố Thủ Đức nha thưa quý anh chị. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.